Đấy, được rồi. Có căng. Ừ, mở điện để ba mở cho nó sáng lên mà. Ok. Rồi mình phải đi nối điện trước chứ. Nối điện cái gì ba? Nó xong rồi ô ba. Xong rồi. À, thật tệ, vẫn còn trên kia. À, thật tệ. Kéo này lên. Ơ, kéo không lên được ba ơi. Thôi đi nối điện tiếp. Nối điện xem nối điện có được không ta. Nối điện lại có được không nhờ. Đã nối điện đâu, bây giờ mới nối điện này. Sao mấy con mắt kia vẫn ấy à? Yeah. À, thế đấy. Thế còn... À, thế vẫn nối điện được. À, thế đấy. Nó đang chạy kìa. Trời ơi, nó đang chạy là con. Ơi trời, đi vào đây là có con. Con Hockey đi ra rồi. Mở. 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 Không được. Vậy xe nó là đuổi nhau. Hello. Hello Hockey. Tám vào mặt này. Con mới biết cái gì ở trên này nè. Mày ăn búp bê này. À, xe búp bê cái này nè. Sao mình không lấy được xuống nữa? Ở kia. Nhặt cái con này để sản xuất này. Ở kia sao trên kia. Ở trên kia có báo động gì kìa. Báo động đỏ. Báo động bị ngáo ba ơi. Ở sao có một cái đèn cặp đây? Ảo cho chị. Thôi đi. À, quá số eo rồi rồi. Trời. Nếu có con sẽ đuổi nhau. Không có con sẽ
gì? Mà có. Wow. Cái gì? Mơ. Cái gì vậy? Nước vào đây á.